Xin chào các bác. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một khách hàng đã kết thúc quá trình chỉnh nha tại nha khoa. Em có thể giới thiệu với mọi người một chút không? Xin chào tất cả mọi người, mình là Thiên Hương và mình vừa kết thúc quá trình răng 4 năm tại Thiên Hương. Mà Hương đến với nha khoa thì bà ấy gặp tình trạng là răng khớp khểnh và hô nhiều. Sau khi mà thăm khám và đưa ra cái kế hoạch điều trị thì chúng mình đã quyết định là nhổ bốn răng bốn, vừa là để dàn đều và vừa là để kéo lui cái nhóm răng trước giảm hô cho bạn ấy. Và các bạn có thể thấy ai cô đứng hình mất 5 giây, nhìn em bên ngoài có lẽ ăn đứt mấy tấm hình đang phai. Hương ơi, em có thể thấy cái hàm răng của mình bây giờ ấy, cái cung răng nó đã tròn đều hơn rất là nhiều. Đấy. Và các trục của các cái răng cửa nó không còn ngả ra nhiều như trước nữa, nó lại đúng hơn nhiều rồi. Đấy, và cái khuôn mặt của mình cũng hài hòa hơn. Đấy, đặc biệt là cái góc nghiêng đẹp hơn rất là nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với Hương một chút nhé. Thật sự là sau khi mà tháo mang cài thì em cảm thấy rất là tự tin. Tại vì mọi người vẫn nói là cái răng, cái tóc là góc con người ấy. Cho nên là khi mà cái hàm răng của mình được cải thiện thì cái điều đấy khiến cho em cảm thấy vui hơn rất là nhiều. Trước khi đến với nha khoa đêm tù thì em bị hô khá là nặng. Và em mong muốn là khi đến với nha khoa thì các bác sĩ có thể cải thiện được cái tình trạng răng của mình một cách triệt để. Trước đây thì người thân em có làm việc tại S-Dental và dì em có giới thiệu em qua đây làm. Em nghĩ là khó khăn thì chắc chắn là thời gian đầu mình sẽ gặp những cái khó khăn nhất định vì mình chưa quen với cái việc đeo niềng ấy. Nhưng mà sau đó khi mà mình đeo quen rồi thì em thấy cũng nó không phải là một cái trở ngại quá lớn trong cái giao tiếp hàng ngày cũng như là cái việc vệ sinh răng miệng hàng ngày. Bác sĩ theo dõi rất sao nhất trong quá trình em khám tại S-Dental là bác sĩ Sơn. Em cũng thấy rất là hài lòng với cái kết quả hiện tại sau khi mà tháo niềng. Thì trước đấy là em bị hô và răng của em đưa ra rất là nhiều, khiến cho cái gương mặt của em nhìn nó cũng không được thẩm mỹ lắm. Nhưng mà hiện tại thì răng em vẫn được cải thiện rất là nhiều. Đối với đội ngũ nha khoa, các bác sĩ nha khoa tại S-Dental thì đầu tiên em muốn gửi lời cảm ơn đến mọi người vì đã rất là tận tình trong cái quá trình mà em khám ở đây. Và em hy vọng là mọi người sẽ có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục cống hiến cho S-Dental. Còn với những bạn đồng niềng và đang gặp phải cái tình trạng giống như em trước đây thì mọi người hãy kiên trì và cố gắng tiếp tục duy trì việc đeo niềng, tại vì chắc chắn là kết quả sẽ không làm mọi người thất vọng. Cảm ơn em đã tin tưởng và đồng hành với nha khoa. Chúc em luôn tự tin, rạng ngời và thành công ở con đường phía trước. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng mình. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Bye bye.